Ý kiến riêng là chia cái cù lôi. Cù lôi là gì nhỉ? Ở đâu mà ngang nhiên vào hưởng? Sớm biết có con riêng đây đã phá hết tài sản chứ đâu ở đó mà cho. Chị rắn thật đấy. Khi mà biết chồng có con riêng thì làm sao để không phải chia cái tài sản cho con riêng của chồng? À, cái cách của chị này là phá hết cái tài sản đó đi. Nhưng mà cái cách của chị nó tiêu cực quá nhá. Chúng ta có thêm hai cách nữa, không cần phá hết tài sản của chồng đi đâu. Chúng ta làm cách đầu tiên là chúng ta yêu cầu xác nhận cái tài sản đó là tài sản riêng của vợ. Nhưng mà cách đó thì nhiều ông chồng sẽ không chịu đâu. Tự dưng tài sản đang là tài sản chung của hai vợ chồng, bây giờ lại đứng một mình bà vợ, lỡ bà lại có bồ, hoặc là bà đi bà tiêu hết, hoặc bà làm gì hết thì làm sao đó nha. Vậy thì còn cách thứ hai, đó là hai vợ chồng ra làm cái thủ tục tặng cho cái tài sản đó cho con. Trừ khi là ông làm thêm được và ông biển thủ riêng, ông cho riêng cái đó thì mình không kiểm soát được. Nhưng ít nhất là mình cũng hạn chế được một phần nào đó nha. Chứ còn mà phá gia chi tử hết như chị ấy, sau này lỡ mà vợ chồng gặp hoạn nạn hoặc là gặp ốm đau gì đó, bệnh tật mà không có tiền thì làm sao nha. Nhưng mà cù lôi là cù gì?